Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đá Gaming. Và để thay đổi một chút trong cái series trải nghiệm Season 19 thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cũng như là hướng dẫn anh em cách làm sao để có thể chế tạo ra áo choàng hay là cánh cấp 5 và lòi cánh hay là cánh phù cấp 5. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em từ bước đơn giản nhất đến bước cuối cùng để có được một cái cánh cấp 5. Và nguyên liệu cần thiết là gì, cách tìm kiếm nguyên liệu đó ở đâu, và tất cả những điều đó sẽ có trong cái video ngày hôm nay. Bước đầu tiên thì mình sẽ đến với bước chế tạo ra bình phép cấp 5 nha anh em. Và để chế tạo ra bình phép cấp 5 thì anh em sẽ phải chuẩn bị cho mình đó là cánh cấp 4+13 và phải được ộp, được hãm một ộp lai cộng 4 trở lên nha anh em. Có thể là 4% HP hoặc là cộng 4, nhưng mà bắt buộc là phải cộng 13 trở lên. Và chúng ta sẽ đi đến với nhân vật ở NPC Chao Gobin. Anh em sẽ chọn cho mình là dòng đầu tiên. Và ở đây thì mình sẽ chọn là Wing of Cloud Combine. Ở đây thì anh em tiếp tục chọn cho mình là Win 5 TH Win này. Và tiếp tục chọn cho mình là 5 Win Relic, tức là bình phép cánh cấp 5. Và anh em đặt cho mình, anh em nhìn nó yêu cầu này, nó sẽ yêu cầu anh em là một cái win 4 cộng 13 trở lên hoặc là cao hơn, và bộ đột trở lên hoặc là cao hơn. Và nó sẽ tiêu tốn là 100 lông vũ cấp 5, 100 cái golden stancer, 100 bế, 100 sụt, 100 red và 100 chao. Đây, mình đã đặt vào và anh em thấy mọi nguyên liệu đều sáng. Như vậy, golden stancer và lông vũ cấp 5 tìm kiếm ở đâu? Thì theo thông tin tùy server nha anh em, nhưng theo thông tin từ IGCN cũng như là WebGen thì Golden Stancer sẽ rơi tất cả các bài quái Zona Elite, tức là bài quái mà có hiệu ứng debuff, thì anh em đều có thể rơi Golden Stancer. Riêng đối với lông vũ cấp 5 thì anh em sẽ phải đi tìm kiếm cho mình bằng cách trên ở map Island, và bài quái là vẫn là bài quái debuff thì nó mới có khả năng rơi nha anh em. Riêng đối với server Real thì Golden Stancer anh em có thể tìm kiếm cho mình từ map Swap of Darkness là đã có thể rơi rồi, và anh em trên bất kỳ ở bài nào nó đều có tỷ lệ rơi hết. Ngược lại đối với lông vũ cấp 5 thì khả năng thì bên mình sẽ giảm độ khó xuống bằng cách có thể trên ở map Ignis cũng như là map Excellence, và bài quái sẽ là bài quái debuff thì mới có tỷ lệ rơi lông vũ. Và mỗi lần anh em chế tạo ra bình phép cấp 5, bình phép cánh cấp 5 thì anh em sẽ phải tiêu tốn cho mình là 100 lông vũ cấp 5 cũng như là 100 golden stancer. Đây cũng là một cái khó khăn cho anh em trong quá trình đi tìm kiếm nguyên liệu, nhưng đổi lại tỷ lệ thành công sẽ là 100% nha anh em. Và anh em chỉ cần ép cái cánh cấp 4 của anh em cộng 13 trở lên. Và bây giờ chúng ta sẽ chế tạo combine. Sau khi chế tạo thì anh em sẽ được cho mình là một cái bình phép cấp 5. Tiếp tục mình sẽ làm tương tự đối với bình phép thứ hai, combine. Chúng ta sẽ có hai bình phép. Và thứ ba đối với win 4 của Gungrusher cộng 13 lúc, và chỉ cần khảm 4 option trở lên. Rồi, một tỷ lệ lá 100% nha anh em. Và bây giờ mình đã có 5 bình phép. Bây giờ mình sẽ gom 5 bình phép này lại một. Đây, như vậy là chúng ta đã có 3 bình phép. Mình sẽ đưa cả cái vật phẩm này lên cho nó gọn. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với bước thứ hai, đó chính là chế tạo cánh cấp 5, để xem nó sẽ yêu cầu cái gì nha anh em. Anh em tiếp tục chọn cho mình vào NPC Chao Gobin, chọn dòng đầu tiên. Và ở trong một Win of Cloth, cánh và áo choàng thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình là cánh cấp 5. Ở đây anh em đặt vào cho mình là một bình phép cấp 5. Và trước khi đặt vào thì mình sẽ quay trở lại để cho anh em có thể thấy được nguyên liệu cần thiết của nó. Nguyên liệu cần thiết của chế tạo cánh cấp 5 là yêu cầu anh em sẽ phải có cho mình một bình phép cấp 5 và có một hoặc là nhiều hơn đá phép thuật tên là Top Grade, và anh em có thể khảm cho mình là Blue vừa may mắn nha anh em. Và bây giờ mình sẽ cùng thử. Đây,
top grade, mình chưa có top grade đúng nha anh em. Thì đá Magic Spirit top grade này tìm kiếm ở đâu? Anh em sẽ phải chế tạo ra đá cấp cao top grade này bằng cách xoay bằng đồ rút nha anh em, đồ thần, tức là đồ thần rút đấy anh em. Đồ thần rút và anh em đập cho mình lên đến cộng 9 và phải là 16 ôm. Và anh em sẽ cùng mình xem thử cộng 9, cộng 10, 11, 12, 13, 14 và 15 để xem tối đa nó tế tạo ra cho chúng ta được bao nhiêu viên đá top grade. Ở đây anh em tiếp tục chọn cho mình vào trao vô binh và chọn vào mục thứ ba tên là Magic Stone Combine. Ở đây anh em đặt cho mình vào, chỉ cần đặt vào mỗi cái đồ rút của anh em, đồ thân rút và cộng 9 và ộp 16. Bây giờ anh em có để ý này, Subtraction này, Right Tip này, nó sẽ cho chúng ta là 3 đá. Rồi chúng ta combine xem thử được bao nhiêu. Tinh. Rồi như vậy là chúng ta có được 3 đá top grade Spirit. Tiếp tục mình sẽ cùng với anh em thử nghiệm xem. Vậy cộng 10 thì được bao nhiêu đá? Ôi mình chọn nhầm dòng nhé. Chúng ta sẽ lựa chọn lại Magic Combine. Ở cộng 10 nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta là 3 đá. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thử nghiệm với cộng 11. Cộng 11 vẫn là 3 đá anh em ạ. Rồi tiếp tục chúng ta thử nghiệm với cộng 12. Chúng ta sẽ thử lần lượt nhé anh em. 12 vẫn sẽ là 3 đá. Tiếp tục chúng ta thử nghiệm với 13. Vẫn là 3 đá đấy anh em, khả năng cao là 3 đá thôi. Rồi 3 đá. Tiếp tục cộng 14. Khi anh em đặt vật phẩm vào thì nó sẽ có preview cho anh em để hướng dẫn này. Cộng 9 là thấp nhất này, và ụp 16 là thấp nhất. Vẫn là 3 đá thôi anh em ạ. Rồi tiếp tục cộng 15 luôn anh em. Rồi vẫn là 3 đá. Như vậy từ cộng 9 đến cộng 15 chúng ta vẫn chỉ chế tạo được 3 đá cấp cao top grade. Vậy trong quá trình anh em đi làm nguyên liệu để ép win 5 thì anh em chỉ cần đập cho mình là đồ thân rút cộng 9 và ụp 16 là được. Không cần phải đập lên cộng cấp quá cao như là 11, 12, 13, 14 và 15 nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta có bình thẻm cấp 5, có đá top grade và chúng ta có block. Thì chúng ta chế tạo cái cấp 5 như nào? Thì chúng ta tiếp tục chọn vào trao của bình và chọn chế tạo win. Và ta sẽ chọn dòng là win 5. Ở đây anh em sẽ đặt vào cho mình là bình phép cấp 5. Và chúng ta có được top grade tỷ lệ là 5%. Và để xem chúng ta có thể tăng bao nhiêu đá top grade nha anh em. Một viên sẽ tăng 5% nha anh em. Cộng 2 là lên sẽ 10%. 3 viên sẽ lên 15%. 4 viên là sẽ lên 20%. Và 5 viên tối đa là 20, tỷ lệ là 24%. Và mình sẽ sử dụng thêm bùa Talisman of Luck. Và bây giờ tỷ lệ của chúng ta lên 34%. Bây giờ mình sẽ combine thử cho anh em xem tỷ lệ thực tế nó ra sao cho anh em. Rồi thất bại luôn này anh em. Tiếp tục chúng ta sẽ đập cái thứ hai. Rồi thất bại luôn. Tiếp tục phát thứ ba. Rồi thất bại luôn cả ba cái. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm thêm một lần nữa để cho anh em test thử. Và hy vọng lần này là sẽ thành công nha anh em. Hiện tại ở đây là server test nên mình sẽ mua thẳng cái bình phép cấp 5 cho anh em luôn. Là nói anh em, và hy vọng lần thứ tư này nó có thể lên. Chứ nếu như không lên thì tỷ lệ nó quá ảo ma anh em ạ. 34% mà 3 lần theo rồi. Rồi cuối cùng lần thứ tư nó cũng đã lên cho mình thành công là một cái cảnh cấp 5. Rồi anh em có để ý cảnh cấp 5. Cảnh cấp 5 ở đây thì chúng ta sẽ có thông số cơ bản là 300 đam, 900 dep, 55% đam tăng thêm và 43% đam hấp thụ. Và tỷ lệ và cái dòng được tạo ra là dòng double đam 7% và chưa có lõi cánh. Nhanh nhé. Như vậy để chúng ta có thể nâng cấp cái cảnh cấp 5 này của chúng ta lên level thì chúng ta nâng cấp như nào? Thì anh em vẫn sẽ phải vào trao gô bính, chọn vào dòng đầu tiên và đưa cảnh vào và chúng ta nâng cấp như bình thường nha anh em. Cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5,
cộng 6, cộng 7, cộng 8 và cộng 9. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với sau khi chế tạo được cánh cấp 5. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách chế tạo lõi cánh. Thì để chế tạo được lõi cánh, anh em sẽ phải có cho mình là Poor Wing of Core, tức là thẻ lõi cánh. Thì cái thẻ lõi cánh này anh em kiếm được ở đâu? Thẻ lõi cánh này anh em đi đến cho mình là map Eberlin, và chúng ta sẽ phải mua bằng root nha anh em. Chúng ta sẽ phải đến với gặp NPC game, NPC game. Và ở đây thì admin nó chưa thêm vào vật phẩm ở đây, nhưng mà chắc chắn 100% là chúng ta sẽ mua được ở trong NPC game này. Và giá của Poor Wing of Core sẽ có giá là 50k root, 50.000 root nha anh em, cho một cái thẻ chế tạo. Và ngoài ra để nâng cấp được loài cánh cấp 5 thì anh em sẽ phải chuẩn bị cho mình là Wing Core Edition, tức là đã nâng cấp loài cánh. Thì đã nâng cấp loài cánh này anh em cũng mua bởi root, và giá root sẽ là 1.250 root một viên nha anh em. Bây giờ mình sẽ cùng anh em đi chế tạo loài cánh cấp 5. Chúng ta vẫn sẽ phải quay trở lại map Noria và tìm gặp nhân vật Chao Gobi. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục chọn chế tạo và cầm bài. Và ở đây mình sẽ không dùng ở cái dòng WinQuad nữa, mà chúng ta sẽ chuyển xuống dòng WinCore và chọn Poor WinCore và chọn Poor WinCore loại 1. Ở đây anh em để ý này, nó sẽ yêu cầu một thẻ Poor WinCore loại 1, 50 lông vũ cấp 5, 100B, 100 sụt, 100 cred và 100 trao. Mình sẽ đưa thẻ của chúng ta vào, và tỷ lệ anh em chế tạo là 70%, và chúng ta không thể khảm Talisman of Luck. Và anh em có thể thấy thì đây là tỷ lệ 70% là tỷ lệ cao nhất, và mỗi lần sẽ tiêu tốn 50 lông vũ cấp 5. Chúng ta sẽ chọn combine. Ui ra luôn anh em ạ, 70% thì khá là ngon. Và chúng ta có một Wing Call loại 1, tăng 8 lên 50, tăng attack damage và tăng phòng thủ đam thuộc tính. Tiếp tục mình sẽ ép cái thứ hai, vẫn là tỷ lệ 70% nha anh em. Rồi, cái thứ hai thì chúng ta sẽ được là Pure Phantom. Nó sẽ dùng cho Fantasy hoặc là Invisibility, Barrier, Distance và Gian. Đối với cảnh, ví dụ ở đây mình có một cái cảnh cấp 5 của GL, anh em có để ý. Cảnh cấp 5 của GL thì mình đang sử dụng là Pure 2, và nếu như không thích thì anh em có thể tháo rời nó ra. Và anh em lưu ý là loại cảnh chúng ta có thể trao đổi cho nhau. Ví dụ cảnh này của mình vẫn có thể sử dụng được cho nhân vật GL của chúng ta. Anh em có thể thấy chúng ta có thể khảm loại cảnh khác loại vào vẫn được. Và đây là kết quả khi mang lên, chúng ta sẽ có một cái win khác, khác loại. Và để nâng cấp loại cảnh này thì anh em vẫn chọn cho mình Chao Gobi, chọn chế tạo và chọn nâng cấp dòng đầu tiên. Và chúng ta sẽ đưa vật phẩm cảnh của chúng ta vào, và chúng ta sẽ tiêu tốn là đá nâng cấp loại cánh, và đá này sẽ là 1250 rút nha anh em, tỷ lệ là 90%. Cộng 2 sẽ vẫn là 90, cộng 3 vẫn là 90, cộng 4 vẫn là 90, cộng 5 vẫn là 90, 6 cũng thế. Từ cộng 7 trở đi là anh em giảm xuống còn 80, cộng 9 vẫn là 80, để lên cộng 10 thì sẽ còn 75, tương ứng với cộng 11, lên cộng 12 thì sẽ còn 70, 13 cũng thế. Lên 14 sẽ còn là 65%, và lên 15 vẫn là 65%. Và đây là kết quả chúng ta có được cái loại cảnh cộng 15 của Win 5. Như vậy, qua một video ngắn như thế thôi, nhưng mà mình đã hướng dẫn cho anh em toàn bộ cách để anh em có thể chế tạo được cảnh cấp 5, cũng như là loại cảnh và cách nâng cấp của em nó ra làm sao. Và nếu anh em thấy video này hữu ích và có ích cho anh em thì anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like cũng như là đăng ký kênh để giúp cho mình có thêm động lực ra nhiều video cho anh em xem và hướng dẫn anh em hơn nữa. Ngoài ra anh em cũng có thể ủng hộ mình bằng cách donate qua tài khoản Momo bằng mã QR đang hiện ở trên màn hình video. Và một lần nữa mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video hướng dẫn tiếp theo. Bye.